Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều trẻ em đang được sử dụng kháng sinh trong các trường hợp không cần thiết. Chính điều này làm gia tăng khả năng kháng thuốc kháng sinh, dẫn đến việc điều trị bệnh khó khăn, kéo dài và tốn kém. Mời quý vị và các bạn đến với cuộc trò chuyện giữa phóng viên chuyên mục và bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Toàn Thắng, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để cùng tìm hiểu về chủ đề này. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ là, thưa bác sĩ, kháng sinh là gì và có những loại kháng sinh nào ạ? Vâng, chào chị, chào tất cả những quý vị xem truyền hình. Thì kháng sinh là những cái chất mà do vi sinh vật tiết ra, hoặc là do con người tổng hợp hoặc là bản tổng hợp, mà nó có tác dụng là kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn hoặc là tiêu diệt vi khuẩn ở một cái nồng độ nhất định ở trong máu mà nó không có hại đối với cơ thể vật chủ. Thì qua nhiều năm nghiên cứu thì người ta đã sản xuất được rất nhiều cái loại kháng sinh, trong mỗi loại nhiều nhóm kháng sinh, và trong mỗi nhóm kháng sinh lại gồm nhiều thế hệ kháng sinh khác nhau, và mỗi kháng sinh nó tác dụng đến một cái cơ quan bị bệnh và một số nhóm vi khuẩn và vi khuẩn nhất định. Ví dụ như cái kháng sinh Ampicillin, Augmentin chẳng hạn, hoặc là Amoxicillin thì nó tác dụng một số vi khuẩn như liên cầu, rồi là một số cái kháng sinh mạnh nữa là tác dụng đến một số cái vi khuẩn ở màng não, rồi ở hệ tiêu hóa, rồi là ở đường mật, vân vân. Vậy thưa bác sĩ, khi nào thì nên sử dụng kháng sinh và phối hợp kháng sinh ạ? Thì do cái tình hình sử dụng kháng sinh hiện tại đối với Việt Nam cũng như thế giới là rất là phổ biến và rất là dễ dùng, cho nên là việc sử dụng kháng sinh là một vấn đề chúng ta cần quan tâm để tránh cái tình trạng kháng sinh hiện nay. Thứ nhất là chúng ta phải xác định được đấy là cái tình trạng nhiễm khuẩn ở đứa bé thì ta mới dùng kháng sinh. Cái thứ hai nữa là nhiễm khuẩn ở cơ quan, ở bộ phận nào đối với cơ thể thì chúng ta lựa chọn những kháng sinh hợp lý. Cái thứ ba nữa thì chúng ta tùy vào cái cơ thể của đứa bé thuộc cái lứa tuổi nào chúng ta chọn kháng sinh và phối hợp kháng sinh một cách hợp lý. Và cái thứ tư nữa, khi sử dụng kháng sinh hợp lý thì chúng ta có những cái ưu điểm. Một là giảm chi phí đối với công tác điều trị bệnh. Cái thứ hai là giảm tác dụng phụ của thuốc. Cái thứ ba nữa là một cái vấn đề quan trọng nữa là giảm cái tình trạng kháng sinh như hiện nay. Vâng, xin bác sĩ có thể đưa ra một số khuyến cáo đối với việc sử dụng kháng sinh cho trẻ em ạ? Qua nhiều nghiên cứu ở Việt Nam cũng như các bệnh viện ở thế giới thì tình trạng kháng sinh là quá nhiều. Có những cái nước mà tình trạng kháng sinh đã kháng một số vi khuẩn lên tới 60-70%. Ví dụ như là phế cầu nó gây ra viêm màng não có thể kháng những cái penicillin lên tới 64%. Là một bác sĩ chuyên khoa nhi thì tôi khuyến cáo các bà mẹ, ông bố nên sử dụng kháng sinh hợp lý. Thứ nhất là chúng ta không tự giác để mua kháng sinh dùng cho trẻ khi trẻ bị ốm, trẻ bị đau bụng, trẻ bị sốt. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải chọn những cái kháng sinh khi có tình trạng nhiễm khuẩn chúng ta mới dùng kháng sinh, và kháng sinh phải hợp lý. Nó tùy thuộc vào lứa tuổi của bé và tùy thuộc vào cơ quan bị bệnh và cũng như tùy thuộc vào tình trạng miễn dịch của bé nên ta phải chọn kháng sinh cho nó hợp lý. Và một điều cuối cùng đó là tôi vẫn luôn cân nhắc đó là tình trạng kháng sinh và đa kháng sinh quá lớn hiện tại đối với cộng đồng ở trong bệnh viện. Có nhiều vi khuẩn kháng sinh gần như 100%, ví dụ như là tụ cầu, ví dụ như E. coli. Thế đó thì tôi vẫn khuyên các bố và mẹ nên sử dụng kháng sinh và chọn kháng sinh hợp lý đối với trẻ em để tránh tình trạng kháng sinh. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ. Quý vị và các bạn thân mến, mục Thầy thuốc và người bệnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình có sự phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.